Rồi, Đón xin chào quý anh chị ha. Hôm nay đi dạo khu vực biển Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận quý chị. Bãi biển đẹp luôn quý chị ơi. Nhìn cực kỳ hấp dẫn ha. Ở đây là cái đặc điểm ở đây là bãi biển tự nhiên nha quý anh chị. Bãi biển tự nhiên. Nó trải dài luôn quý chị. Đó. Thì đây là trước mặt quý anh chị ha. Tầm view bốn tòa nhà cao tầng của Apex ha, khu vực condotel của Apex quý anh chị. Đã đi vào hoạt động rồi quý anh chị. Bãi biển đây rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Bãi cát tự nhiên ha. Ở đây là bãi tắm hết chê luôn quý anh chị ơi. Đó, đây là một trong những khu vực biển đẹp nhất khu biển Bình Thuận này quý anh chị. Đó. Rồi ha, thì hôm nay mình sẽ gửi đến quý anh chị những lô đất thổ cư ha quý anh chị. Những lô đất thổ cư thuộc khu vực dân cư cũ ngày xưa của làng Hồng Chính nè quý anh chị. Đó, và những lô đặc điểm, những lô này là nằm lô trong lô thứ hai nè quý anh chị. Phía trong có đường bê tông ha, đường ô tô bê tông 4,5 m. Đó, một dây nhiều lô. Rồi sau đây mời quý anh chị đón xem ha. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cụ thể chi tiết. Rồi ha, thì bây giờ mình đã vào vị trí lô đất với anh chị. Thì ngay trước mặt với anh chị đó là khu vực bãi biển Hồng Chính luôn với anh chị. Khu vực bãi tắm Hồng Chính. Đó. Thì ngay vị trí ban đầu mình đã đứng chân đó với anh chị. Đó ha. Bãi biển rất là đẹp luôn với anh chị. Đó, thì từ vị trí mình đang đứng ha là ngay tại vị trí lô đất luôn với anh chị. Ngay tại vị trí lô đất luôn mà ra tới tận bãi tắm ha. Khoảng 200 m thôi quý anh chị, đi bộ chưa đến 2 phút. Đó. 200 m. Bãi tắm Hồng Chính rộng và đẹp luôn. Rồi lát nữa các anh chị sẽ xem live cam ha. Còn bây giờ mình sẽ đi vào thông tin cụ thể của lô đất luôn quý anh chị. Đây ha. Lô đất trực diện view biển luôn. Trực diện biển luôn quý anh chị. Đó, thì hiện trạng thì lô đất đang trồng dừa ha. Rào lưới bê-mư, tường trụ bê tông đã các góc đã trồng hết rồi với chị. Các lô kế bên họ cũng đã làm hết ranh giới rõ ràng rồi. Thì về tổng diện tích lô này là 500 m² ha, 500 m² với chị. Đó. Thì mặt tiền lô này là 10 m. Đó, mặt tiền lô này 10 m ha. Về chiều hậu nó nở hậu ra là 20 m với chị. 20 m. Đó, tổng diện tích là 500 m² ha. Và trước mặt nó là đây, hiện trạng đây là con đường nha quý anh chị. Đường này trên sơ đồ là 4,5 m ha. Phía trên là đoạn bê tông dân cư ha, còn đoạn này là trước đây là các cư dân họ di dời đi, họ không có đóng góp làm đường, vẫn còn giữ nguyên trạng ha quý anh chị. Đường này ô tô vào tới đất luôn quý anh chị ơi. Đó, và hướng này ha, hướng này là cái đường này là thông thẳng vào khu vực dân cư Hồng Chính của xã Hòa Thắng luôn quý anh chị. Ngay trung tâm khu dân cư của xã Hòa Thắng luôn ha. Đường 4 m, và sau này đường này sẽ mở rộng ra nữa quý anh chị. Trên bản đồ quy hoạch đường này sẽ mở rộng ra và đường chính của khu vực bãi biển phía trước mặt đây luôn quý anh chị. Khu vực bãi tắm đây luôn. Đó, và toàn bộ sau này theo chỉ thị của tỉnh Bình Thuận ha, toàn bộ khu vực mặt tiền biển này sẽ không cấp phép xây dựng cao tầng nữa với anh chị. Do đó những cái lô dọc theo cái tuyến đường này ha, đổ về sau ha, là toàn bộ sau này sẽ được xây dựng. Còn phía trước đây ha, những lô phía trước đây chỉ là được phép xây dựng dạng nhà homestay cấp 4 thôi. Đó, không cấp phép xây dựng cao tầng. Đó với anh chị, đây là quy hoạch chủ trương mới của tỉnh Bình Thuận ha. Đó, thì ở đây là về đứng ngay tại mặt đất là thế trên đồi ha, chúng ta nhìn thẳng ra biển ha, là nhìn thấy tầm view biển rất là đẹp rồi. Đó, thì khu vực này rất thích hợp chúng ta làm một cái khu vườn nghỉ dưỡng ha, một cái căn nhà vườn nhỏ nhỏ nghỉ dưỡng khu vực biển rất hợp lý luôn với anh chị. Và phía sau lưng đó là cái khu vực đồi cát ha. Đó, thì về chủ để giá lô này là 10 triệu một mét với anh chị, 10 triệu một mét.
Đó, 500 diện tích 500 mét vuông, giá 10 triệu mét. Đó, khu vực phía trên đây mình cũng còn rất nhiều lô đất thổ cư ha, đất dân cư cũ ngày xưa ha, dọc theo cái mặt tiền đường bê tông này ha mấy chị. Đó, thì hiện tại là mình cũng có rất nhiều lô chủ gửi khu vực này, giá khu vực này tầm khoảng 13 đến 15 triệu một mét mấy chị, dọc theo cái tuyến bê tông này ha. Đó, thì cái đường bê tông này thông thẳng lên phía trên giáp với đường nhựa 706 qua tận khu vực Apex luôn quý chị, qua khu vực Hoàng Rơm suối nước của Mũi Né luôn quý chị. Đó, thì đứng đây chúng ta có thể nhìn thấy 4 tòa nhà cao tầng của khu vực Apex luôn ha. Đó, một tầm view rất là đẹp luôn quý chị. Rồi nếu quý chị nào yêu thích khu vực này ha, khu vực biển của Hồng Chính, Bình Thuận này ha, liên hệ mình qua kênh hoặc qua số điện thoại mình để bên dưới quý chị. Rồi sau đây là một số hình ảnh live cam gửi đến quý anh chị. Rồi nếu quý anh chị nào yêu thích kênh, cho mình xin một nút đăng ký ha, và một nút like ha. Rồi sau đây là một số hình ảnh live cam và hẹn gặp lại quý anh chị video sau. Rồi tiếp theo đây là từ hình ảnh live cam, chúng ta nhìn thấy hình dạng của lô đất đó quý anh chị. Đó, lô đất thế tựa sơn hướng hải ha, mặt trực diện biển luôn quý anh chị ơi. Đó, đây là khu vực biển bãi biển Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nha. Một cái bãi biển bãi tắm tự nhiên rất là đẹp luôn. Đó, toàn bộ khu dân cư ngay khu vực bãi biển này với anh chị. Đó, có hai khu vực trục đường. À, rồi xin cảm ơn quý anh chị đã chú ý theo dõi ha. Hẹn gặp lại video sau.